Chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh YouTube Khuôn Chào Cảnh Công CC của chúng tôi ngày hôm nay. Lần đầu tiên cho phép Thiên Quang thay mặt công ty gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Ở video này chúng tôi tiến hành đợt giảm giá thanh lý khuôn chào cảnh ABS lục giác 30 được sản xuất tại Trung Quốc kèm chân đông kỹ. Mời quý vị cùng với Thiên Quang theo dõi đoạn video sau. Nhằm mở rộng sản phẩm trên thị trường, khuôn chào cảnh công CNC thanh lý mẫu lục giác 30 sản xuất tại Trung Quốc có họa tiết bông hoa kèm bộ chân kỹ với mức giá cực kỳ ưu đãi chỉ có 550.000 đồng. Bên cạnh đó, sản phẩm được làm từ nhựa ABS, vì thế sản phẩm có độ bền cao, chịu mài mòn, chịu va đập, thời tiết, khí hậu. Kích thước của chậu: miệng rộng phủ bì 30cm, tổng chiều cao chậu là 38cm, lọt lòng là 24,4cm. Mặt trong của khuôn ABS được trang trí bởi các họa tiết hoa văn bông hồng nổi. Sản phẩm sau khi đúc ra có độ tinh tế, đường nét rõ ràng, hoa văn đẹp, đáp ứng mọi yêu cầu của người đam mê cây cảnh. Khuôn đốt chậu ABS lục giác 30 chân đông kỹ bao gồm 3 tấm vỏ chậu, lòng trong là tấm nghiêng khối, chốt khó có kèm chốt dự phòng, một mặt đáy. Vì được sản xuất từ nhựa ABS có độ bền cao và kích thước nhỏ, nên vỏ ngoài của khuôn chậu cảnh không bị cong vênh hay biến dạng do thời tiết hoặc trong quá trình sản xuất. Khuôn chậu ABS có độ chính xác cao, làm các mảnh ghép được kết nối với nhau bằng chốt nhựa kín và khít, giúp thi công chậu dễ dàng, đẩy nhanh quá trình sản xuất trong lĩnh vực chậu cảnh. Quý vị có thể xem thêm nhiều sản phẩm khác tại trang web khuonchaocanh.cnc.com hoặc theo dõi kênh YouTube Khuôn Chào Cảnh Công CNC của chúng tôi để nhận thêm nhiều ưu đãi khuyến mãi tiếp theo. Mời quý vị liên hệ chúng tôi qua số điện thoại hotline 0394 234 789 hoặc tại địa chỉ 59 Dương Công Khi, xã Xuân Thế Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đoạn video vừa rồi. Ngoài ưu đãi giảm giá trong đợt thanh lý này, quý vị sẽ nhận ngay một hộp sơn nền 1 lít do công ty khuôn chào cảnh công CNC của chúng tôi sản xuất khi quý vị đặt mua 2 bộ khuôn chào cảnh ABS lục giác 30 được sản xuất tại Trung Quốc kèm chân đông kỹ. Hoặc quý vị sẽ được nhận ngay một hộp sơn nhũ 1 lít do công ty khuôn chào cảnh công CNC của chúng tôi sản xuất khi quý vị đặt mua 4 bộ khuôn chào cảnh ABS lục giác 30 sản xuất tại Trung Quốc kèm chân đông kỹ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đoạn video này và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của công ty khuôn chào cảnh công CNC.